nắng lên cho lúa chín vàng, cho anh đi gặt, cho nàng đưa cơm. Những gam màu trước mắt chính là nét đẹp hiếm có của trà lúa thu đông muộn năm 2021 với nhiều yếu tố bất lợi về thời tiết. Hình ảnh hạt lúa sáng mẩy ánh lên trong vạt nắng chiều được bà con cường điệu, ban đêm mà vào ruộng thì khỏi cần rọi đèn cũng thấy rõ đường đi. Đúng là không có gì vui bằng việc thăm đồng những ngày lúa chín. Hạt lúa no nóc đung đưa theo gió cuối thu, làm tan biến những nỗi lo của bà con trong suốt khoảng thời gian cây lúa ngập lặng trong chuỗi ngày mưa bão tháng 8. Có thời điểm mưa nhiều, nắng thưa, nhà nông lo lúa vô gạo kém lại thất mùa. Bà con sốt sắng muốn rải phân rước hạt, nhưng lại sợ cây lúa yếu mềm, dễ đổ ngã, dễ sinh bệnh trên lá, trên hạt. Còn việc phun các chất kích thích để vào gạo lại không khả thi, vì lúa gặp mưa sẽ lên mọng ngay trên bông, hạt nhả ký, thường lái, chề lấy, chề để. Tìm đến kênh chuyển giao kỹ thuật của công ty Avac Nông để tâm sự những nỗi lo trong khâu canh tác. Nhà nông và các anh em kỹ sư nông nghiệp đã cùng trao đổi những giải pháp mới quản lý dịch hại giai đoạn trổ, qua đó tìm cách thúc đẩy quá trình vào gạo của ruộng lúa trước ngày thu hoạch. Mùa ba này thì anh ngại nhất là cái đổ ngã thôi à, với lại là trời mưa bão nhiều, thành ra là sợ nó vô gạo không có được triệt để so với như đông xuân. Vụ ba này rước hạt nó nguy hiểm dữ lắm, nó dễ bị là coi như là đổ ngã lắm, thật là cái thân gã nó đã mềm rồi, nó dễ bị đổ ngã, thành ra là không có dám rước hạt cái vụ ba này. Kích thích thì cũng nếu mà mình kích thích quá thì coi như là sợ cái lúa nó bị ẩm ướt á, nó bị lên mọng dinh trên bông luôn, thành ra là không có dám sử dụng. Xem như là hàng vụ á, làm là bây giờ cũng như lẹt xẹt là phun cái nè đó, rồi chỗ đều phun cái nè, rồi cuối phun cái nè, rồi nó hơi đỏ đuôi gần cỡ chừng lên có khoảng gần nửa bông là phun cái nữa. Hồi trước đây á là phun là như vậy, nhưng mà xài là cũng xài thuốc tốt, không phải là thuốc rẻ đâu nghe không, xịt nó cũng không đạt rồi cái chán đó. Mà năm nay là xài cái sản phẩm cái thằng cái gì Happy Gone. Happy Gone cộng với cái thằng Super Cat đó, à chỉ là hai cái thằng đó thôi, không có một cái là thuốc đạo ôn nào hết trơn á. Mà giờ lúa là nó không bị, nhìn không có một bông nào luôn, không có một bông nào mới bị gãy cổ luôn, hết trơn miếng ruộng này là kiếm miếng một bông gãy cổ là hơi bị khó à. Kính thưa bà con, thì trong điều kiện thiếu nắng như hiện nay dẫn đến tình trạng là cây lúa chúng ta quang hợp kém, do đó mà từ giai đoạn trổ đến khi thu hoạch thì sẽ dẫn đến tình trạng đó là cây lúa chúng ta vô gạo rất là kém và cũng như là không vô tới cậy. Thì ở trên ruộng lúa này thì Phong vừa tác động một giải pháp mới của công ty An Phát Nông, đó là sử dụng sản phẩm Nano K cộng. Thì như bà con cũng thấy ở trên hình đây, thì đối với sử dụng sản phẩm Nano K cộng ở hai giai đoạn là giai đoạn sau khi chỗ đều và sau khi cây lúa chúng ta bắt đầu ngậm sữa, thì về đánh giá thì hạt lúa vô tới cậy sáng và vô gạo đẹp. Đặc biệt một điều là Nano K cộng không chứa cà lo, do đó mà cho dù bà con mình phun trồng lối đi chăng nữa thì cũng không bị cháy lá. Để đánh giá hiệu quả của một chế phẩm vào gạo phải điểm qua nhiều yếu tố. Cụ thể khi phun xịt, chế phẩm phải giữ được bộ lá xanh khỏe, không bị cháy, giá lúa và cuốn hạt xanh bền, không bị khô. Bên cạnh đó, chế phẩm cần phải giúp hạt lúa trong cậy nhanh vào chắc, mà vỏ trấu bên ngoài phải sáng bóng thì thương lái mới thích. Nano K cộng chẳng những đảm bảo được các yếu tố trên mà còn tối đa hóa lợi nhuận cho nhà nông khi sử dụng. Bổ sung Nano K cộng ở giai đoạn trổ, đến nay lúa 80 ngày sau sạ đã vào chắc tới cậy. Từ đó nhà nông tiết kiệm tiền rải phân cử rước hạt và một lần phun xịt. Tính ra cũng kha khá, đủ để đãi anh em một chầu chung vui vụ cuối mùa. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quý nhà nông thân mến, hôm nay thì Hoàng Vũ có một cái chuyến đi để mình thăm những cái trà lúa coi như là cuối cùng của vụ thu đông năm nay bà con, và để đánh giá xem coi cái tốc độ vô gạo khi sử dụng cái sản phẩm Nano K cộng. Nano K cộng thì khoảng thời gian vừa qua Hoàng Vũ cũng có giới thiệu cho bà con trên kênh YouTube An Phát Nông, nhưng mà chưa có những cái hình ảnh thực tế. Và hôm nay khi chúng ta thăm lại thì nãy giờ mình cũng đã thấy rồi đó bà con. Bà con nghe những cái từ mà mình đi thăm đồng ban đêm mà khỏi gọi đèn đó, nói chung là một cái từ vui, nhưng mà nó cũng mô tả được chất
chất lượng của cái ruộng lúa khi sử dụng nano ca cộng. Mình thấy cái bông lúa vụ thu đông nó rất sáng mà con. Đây là cái ruộng lúa giống 5451 mà mình thấy là những cái bệnh trên lá cũng như là trên hạt được nhà nông chúng ta quản lý rất là tốt. Và mình đánh giá về cái tốc độ vô gạo, bà con thấy đó, lúa này thì nó khoảng 78 ngày, nhưng mà phần lớn thì nó đã vô tới cậy hết luôn đó bà con ha. Và ngoài những cái chỉ tiêu như là cái độ vô cậy, độ sáng hạt và đặc biệt là nó không bị cháy lá đó, thì Hoàng Vũ còn đánh giá thêm một ý nữa. Đó là những cái hạt lúa của chúng ta khi đã vô tới cậy rồi thì nó cũng không có hiện tượng nứt hạt, hoặc là nó sẽ hạn chế tối đa cái chuyện mà bị lên mọng trên cây trong thời điểm mưa bão ấy bà con. Tại vì chúng ta dùng cái dinh dưỡng thuần kali thôi. Do đó mà với những thức hình này thì hy vọng là sẽ giúp cho bà con chúng ta có thêm niềm tin cũng như có thêm một giải pháp mới để đồng hành cùng bà con mình trong những vụ mùa sắp tới. Là phun mới giai đoạn này là tính là còn hai cử nữa nè, mà nhưng mà bây giờ là nó đã vô gạo tới cậy chưa này. Thì bây giờ là cũng có ấy, là bây giờ mình thấy nó vô gạo, bây giờ nếu mà phun nữa thấy nó phí quá. Chứ bây giờ thì bây giờ để gì, là nếu phun nữa thì nó cũng vô, mà không phun nó cũng đã vô rồi vậy. Mà giờ mới thời điểm này là lúa là mới cái cuối xuống hả? Bây giờ cái bông nó còn xanh dần vậy đó, mà nhưng mà ở trong thì nó thấy nó đã vô gạo hết trơn, mẹ nó 90% rồi. Còn phun gì nữa đây để cho tốn tiền. Để tiền hết mua rượu nhậu sướng hơn. Phần lợi nhuận từ việc sử dụng nano ca cộng còn được san sẻ đến những người mua lúa do hạt lúa gặp mưa không bị lên mọng trên bông, không phơi sấy ít hư hao, từ đó sẽ rất đặn gạo khi chà sát. Tính ra một sản phẩm mà vui cả làng. Phân tích thêm về những yếu tố cộng hưởng khi bà con phối trộn nano ca cộng với các chế phẩm trừ bệnh để phun xịt. Với cấu tạo hạt siêu nhỏ, nano ca cộng dễ dàng hòa hợp với các thành phần khác, đồng thời tính hấp thu vào thân lá cũng được tối ưu hóa. Chính vì thế, khi bà con có phun trồng lối hoặc còn dư thuốc phun cho hết cũng không hề ảnh hưởng xấu đến cây trồng. Kính thưa bà con, thì từ giai đoạn trổ đều cho đến khi mà chúng ta thu hoạch, thì khi bà con sử dụng kali thì phong khuyên bà con nên sử dụng các dòng kali hữu hiệu. Tại khi bà con sử dụng các dòng kali hữu hiệu này sẽ giúp cho, thứ nhất là sẽ cây lúa sẽ hấp thu được nhanh, cái thứ hai là không qua các quá trình chuyển hóa, do đó sẽ phục vụ cho quá trình giàu gạo nhanh hơn và tốt hơn. Nguyên lý khoa học để giúp cho cái hạt lúa của chúng ta được giàu chắc tới cậy với bà con thì nó phải đi từ trên lá. Bà con nên hiểu là bộ lá đồng được giữ xanh, rồi những cái con đường vận chuyển dinh dưỡng từ bộ lá vô hạt gạo, giống như những cái vé lúa nè, những cuốn hạt nè, thì nó phải xanh khỏe thì chúng ta sẽ có được cái bông lúa chắc tới cậy. Còn bà con mình đừng nghĩ là mình phun để cho cái hạt nó bự lên là nó không có đúng nguyên lý khoa học bà con ha. Tại vì cái việc mà hình thành độ lớn vỏ chấu đó, nó đã quyết định từ khi cây lúa còn ở trong bụng, có nghĩa là trong giai đoạn làm đồng rồi. Nhìn lại ruộng lúa vụ 3 đẹp ngất ngây như lúa đồng xuân, càng khiến người xem tò mò, tìm mọi cách để phỏng đoán năng suất. Người thì lấy tay ôm lúa, người thì vuốt bông thử độ chắc, hay lần mò đếm từng hạt chắc trên bông rồi nhẩm tính. Những cách làm này, mặc dù có phần cảm tính nhưng đều hướng về kết quả một ruộng lúa đạt năng suất cao. Không ai chịu thua ai, mọi người cứ ra trọng tài, chọn một cách làm thống nhất để tính năng suất cho chính xác. Bà con cùng quý khán giả thân mến, thì có rất nhiều cách cảm quan để chúng ta đánh giá một cái vàng lúa nó trúng hay không bà con. Có người thì mình dùng tay mình ôm như này bà con. Mình ôm rồi nếu mà cái phần lúa mình ôm lại nó bung ra và mình cảm giác được cái độ nặng nó đông đưa thì cũng đánh giá được một cái ruộng lúa trúng. Và nhiều người thì vuốt bà con. Có nghĩa là bà con mình sẽ gom vài cái bông lúa lại và bà con mình vuốt lên. Nếu mà cái phần bông ở trên nó vướng tay mình lại, mình không vuốt thẳng lên trên được thì chứng tỏ là ruộng lúa có năng suất. Hoặc là bà con mình kiểm tra cái phần hạt chắc trên bông, hoặc là những cái phần hạt mà trong cậy đó nó giàu chắc, thì mình cũng đã đánh giá được một phần nào đó năng suất. Nhưng mà cách của Hoàng Vũ muốn làm thì nó sẽ mang độ chính xác cao hơn. Có nghĩa là mình cứ đo 1 mét vuông và mình cắt những cái phần bông và mình lựa ra phần hạt chắc mình cân, thì mình sẽ tính ra được cái lượng lúa trong 1 mét vuông và từ đó mình sẽ nhân lên cho diện tích là nó ra là khớp nhất các bà con ha. Việc tính năng suất lý thuyết là việc làm quen thuộc của các anh em kỹ sư nông nghiệp. Cách này có thể áp dụng dễ dàng bằng việc thu bông lúa trong 1 mét vuông rồi lựa phần hạt chắc để lên cân là xong.
Đối với ruộng lúa có sử dụng nano ca cộng, thao tác lựa hạt rất lẹ làng vì toàn là hạt chất, rất hiếm hạt lép. Mỗi người mỗi việc, chẳng mấy chốc đã tách xong phần hạt lúa nặng trịch nhìn mê mắt, ước chừng có cả ký lô. Rồi bây giờ em sẽ làm trọng tài. Bây giờ mình đoán thử coi trong một mét vuông thì mình có được bao nhiêu cái dầm gam. Ai thua thì người đó chung cuộc bia. Anh đúng chưa? Một mét vuông hả? Ừ, anh đoán thử rồi. 200 gam. Phải hơn mắt là 2. Mắt là 2. Thì dơn 4 lên thì nó là 8. Đúng không? Nếu nó 8 á, thì Phong nó gần nhất. Thì Phong thắng cuộc bia. Rồi đúng không? Mình đoán tới cái chai ca cộng bây giờ đó. Chai ca cộng này theo anh đó là nó mấy trăm gram. Chầu nãy là anh thua rồi đó ha. Làm này để cho chặn cộng 850 phải không? Rồi ok, 850 chính ha. Coi ai gần ha. Lụm. Không, cái này vậy là cái này nó ra nó hết hơn 8 rồi nè. Cái này nó là gần ký rồi. Nó gần ký rồi, đúng không? Đúng rồi, ký rồi đó. Nó gần ký rồi, mà vậy là ký luôn rồi, là anh gần hơn gì? anh gần hơn không? Vậy là bội em rồi. Em thua với bội chỉ ta. Thấy không? Bởi vì không phải khó đoán lắm chứ bà chơi đâu. Tại một ký luôn rồi nè. Dạ. Cái này là đoán là nhậu là cá là ăn hoài luôn đó. Trời. Thấy nó nặng nè. Vậy là Phong thua ha. Dạ. Ký luôn rồi trời. Rồi ok, cho chàng có tay đi nhậu. Thua trong trò chơi đoán năng suất chỉ là việc mượn cớ để anh em chung vui, tâm tình sau khoảng thời gian cùng nhau chăm sóc ruộng lúa. Canh tác trong bối cảnh biến đổi khí hậu còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm nhà nông với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới tháo gỡ được những vấn đề phát sinh trước mắt. Hình ảnh ruộng lúa hứa hẹn năng suất chính là thành quả từ sự kết hợp này. Kết thúc chuyến thăm đồng nhiều niềm vui, chúng tôi xin chúc bà con mình thu hoạch lúa thu đông được trúng đậm nhé.